Xin chào cả nhà nha. Hôm nay em live trực tiếp cách làm thân rồng. Dẫn cả nhà cách đây là thân rồng, đôi đuôi rồng. Khi mà buộc con này sẽ buộc như này trước. Đây là phần đầu, đây là phần bụng này, đây là phần thân giữa này, đây là phần đuôi này. Cái cuốn băng dính này em sẽ đặt lên như này, cuốn vào cái sắt này trước nhé, cuốn là cuốn vòng kiểu từ dưới lên trên. Đây là phần đầu nhé, nó lên cái đầu đấy, đầu rồi đấy. Đây là phần đầu.